Hello cả nhà, chào mừng đến Bali. Mình đang ở biển Seminyak, một trong những bãi biển đẹp nhất ở Bali. Mọi người thấy đẹp không? Wow. Thời tiết hôm nay rất là tốt, trời nắng đẹp. Nếu mà mọi người đến thì nên đến dịp này, giá vé rất là hợp lý. Cũng rất nhiều tour và đang có dịp sale nữa, nên mình quyết định bay đến đây để thưởng thức vẻ đẹp của thiên đường sống ảo đấy mọi người ơi. Đấy, quay lại cho mọi người coi này. Có rất nhiều hàng ghế, mọi người có thể thuê các hàng ghế để ngồi. Còn nếu không thì mình có thể đặt đồ trên bãi cát này, sau đó thì xuống biển và tận hưởng. Mình quay lại cho cảnh biển cho mọi người coi nhé. Đấy, sóng to này, lướt sóng rất là thích. Đang phân vân là có nên học lướt ván không? Để hỏi ông kia xem có cho mình thử được không? Wow. Đấy, mọi người thấy biển Bali có đẹp không? Thời tiết rất là thích. Bây giờ mình sẽ đặt một ly nước dừa, ngồi dưới bãi biển và tận hưởng cuộc sống đây. Chúc cả nhà một dịp Tết tốt lành. Xin chào và hẹn gặp lại. Nhớ đón xem thêm các video. I've been shining in the sunlight. I've been thinking how am I. There's a reason for my feelings. There's a reason why I'm healing.